vàng 200 năm tuổi, một bộ răng giả cổ xưa vừa được tìm thấy ở cánh đồng thuộc vùng Oxfordshire, miền nam nước Anh, hàm răng giả làm từ ngà, có thể là ngà voi biển và chế tác hoàn toàn thủ công. Cạnh hàm có đinh tán nhỏ như dùng để gắn giữa hàm trên của bộ răng với hàm dưới. Ông Peter Croft là người tình cờ phát hiện thấy món vật này khi đang lùng sục quanh khu vực cánh đồng để tìm kho báu. Ban đầu, người đàn ông 59 tuổi này cho rằng đó là răng cừu, nhưng khi rửa sạch, ông mới phát hiện đó là bộ răng giả của người với thiết kế vừa miệng và có gắn vàng mang tới chuyên gia nhờ kiểm tra, ông Peter mới biết đó là bộ răng được chế tạo khoảng những năm 1800 và có giá rất đắt đỏ. Nhiều người phỏng đoán, chủ nhân sở hữu của món vật hẳn là người rất giàu có. Hàm răng có thể đã văng ra khỏi miệng hoặc túi khi người này cưỡi ngựa. Một người bạn nhà sĩ của ông Peter cho rằng, chủ nhân của bộ răng có thể đã mua nó với giá từ 200 đến 300 bảng Anh vào những năm 1800. Con số này đủ để mua nửa số nhà ở Brew, một ngôi làng giàu có tại Anh thời điểm đó.